Với khoảng gần 90.000 lồng nuôi tôm hùm, tỉnh Phú Yên được biết đến là thủ phủ nuôi tôm hùm của cả nước. Con tôm hùm đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế giúp ngư dân ở đây thay đổi cuộc sống. Tỉnh Phú Yên cũng có chủ trương xây dựng vùng nuôi thủy sản, trong đó con tôm hùm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trong những năm tới. Tuy nhiên, vẫn gặp phải rất nhiều thách thức. Một trong số đó chính là dịch bệnh trên tôm. Theo các nhà khoa học, để hạn chế dịch bệnh trên tôm cần thực hiện các giải pháp tổng thể như quản lý vùng nuôi phù hợp, áp dụng hình thức nuôi mới cải tiến, tuyên truyền hướng dẫn và nâng cao nhận thức của ngư dân về kỹ năng chăm sóc tôm theo từng giai đoạn mùa vụ. Bên cạnh đó thì cần đưa được những nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất. Tỉnh Phú Yên được biết đến là thủ phủ nuôi tôm hùm của cả nước. Trong đó, thị xã Sông Cầu đang có khoảng 4.000 hộ nuôi trực tiếp với 60.000 ô lồng trên diện tích 1.000 hecta mặt nước đầm vịnh. Thời gian qua, nghề nuôi tôm hùm đã mang lại đời sống kinh tế khá giả cho ngư dân. Nhưng trong quá trình nuôi, ngư dân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, một thách thức khiến ngư dân lo lắng nhất, đó là dịch bệnh trên tôm. Điển hình đó là hai cái loại mà dịch bệnh mà gây thiệt hại lớn cho cái người nuôi tôm hùm, đó là cái bệnh sữa và cái bệnh đỏ thâm. Cái bệnh sữa thì được biết đến là từ năm 2007. Cái dịch cái bệnh sữa đã làm những người nuôi tôm hùm bị thiệt hại rất là lớn, tức là cái nhà hàng chục tỷ đồng. Thì từ đó thì các nhà khoa học cũng như các cái cơ quan quản lý nhà nước mới đầu tư tiền và cái những cái nghiên cứu vô mới phát hiện ra cái nguyên nhân cái bệnh sữa. Thì từ đó thì cơ quan nhà nước cũng đưa ra những cái phác đồ để điều trị bệnh tôm và hướng dẫn cho dân gọi như là sử dụng phòng trị, đó thì nó cũng có giảm, nhưng mà so với cái mong muốn thì chúng ta cần phải có cái phác đồ, có cái nghiên cứu tốt hơn. Để góp phần giải quyết bệnh trên tôm hùm, hơn một năm qua, công ty VMC Việt Nam, doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc thú y và phụ gia thức ăn chăn nuôi, hội viên của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam với sự cố vấn của nhà khoa học tại Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chủ động đến vùng nuôi tôm hùm tại thị xã Sông Cầu để tìm hiểu về bệnh và giải pháp phòng trị. Chế phẩm sinh học do công ty VMC sản xuất ra, sau khi trộn vào thức ăn cho tôm đã có một số kết quả bước đầu, hạn chế bệnh sữa và đỏ thân trên tôm hùm nuôi của một số hộ ngư dân. Tại buổi thăm và làm việc ở nhà máy VMC mới đây, với sự gặp mặt của đại diện 4 đơn vị là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và công ty VMC, các bên đã đề xuất nhiều giải pháp để góp phần giải quyết bệnh trên tôm hùm. Cái giải pháp mà chúng ta sẽ nói đến là một chuyện thôi. Còn làm sao đấy để mà môi trường của các vùng nước tương đối kín của Phú Yên đó, nó trở lại hoặc là dần dần trở lại trạng thái ban đầu là cái chuyện rất là đau đầu của mình. Cần giải pháp rất thực tiễn, dùng ngay sinh vật để giải quyết cái môi trường. Tức là nuôi đa canh, tôm hùm và cá biển cộng với các cái sinh vật như ta em rõ, cộng với rong, cộng với động vật đấy, nó góp phần xử lý cái môi trường cho vận động đạt. Thì các cái giải pháp thì có phải có tính đồng bộ và sự kết hợp của nhà khoa học, mà những người mà nghiên cứu về bệnh sâu rồi nghiên hiểu về dịch tễ bệnh và kết hợp với nhà quản lý để hướng dẫn cho bà con mà dùng thuốc đúng cách, đúng liều, đúng thời điểm và không gây ô nhiễm môi trường thì là nó sẽ được rất nhiều thứ, vừa đảm bảo phát triển bền vững, đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân. Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho biết đang có những giải pháp tổ chức lại sản xuất, sắp xếp các ô lồng nuôi với mật độ hợp lý, đồng thời đề xuất công ty VMC Việt Nam mở rộng thêm vùng thử nghiệm các chế phẩm sinh học, cũng như phác đồ phòng bệnh và chăm sóc con tôm để người nuôi tiếp cận. Thì với những giải pháp tổng hợp đó và kết hợp với cách phòng trị bệnh như cái cuộc làm việc chiều nay, thì tôi nghĩ rằng đây là một những giải pháp tổng hợp sắp tới mà người nuôi Sông Cầu sẽ hướng đến. Tại tỉnh Phú Yên, con tôm hùm mang về doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Sự gặp gỡ, liên kết giữa bốn bên là cơ quan quản lý, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp lần này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt lo âu cho người nuôi và tăng hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng con tôm hùm. Thưa quý vị, thủy sản Việt Nam là một trong những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn sang thị trường tỷ dân Trung Quốc. Trong đó tôm là sản phẩm được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất với tỷ lệ là 24% khối lượng, 41% giá trị. Sản phẩm thủy sản đông lạnh chiếm 93% khối lượng và 89% giá trị nhập khẩu.
Vâng, tiềm năng xuất khẩu lớn là như vậy, nhưng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành lệnh 248 và 249 về siết chặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu, khiến việc xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc tại Quảng Tây cho biết, trong năm 2023, dự kiến sẽ ký kết nhiều hợp đồng mua cá tra, cá ba sa, cá hố, tôm và các loại hải sản khác từ Việt Nam. Hiện Hiệp hội đã xây dựng kho lạnh thủy sản giai đoạn 1 cỡ lớn để sẵn sàng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Người dân Trung Quốc rất ưa chuộng hải sản của Việt Nam. Hiện chúng tôi đã khởi công xây dựng Trung tâm Giao dịch Thủy sản Việt Nam tại thành phố Phòng Thành Cảng. Với kho lạnh có diện tích trên kế hoạch là 1.600 mẫu và khả năng dự trữ thủy hải sản lên đến 800.000 tấn. Sắp tới, thủy hải sản Việt Nam có thể vào thị trường Trung Quốc với số lượng lớn, thời gian nhanh chóng. Và trung tâm này cũng sẽ là nơi các bên mua bán có thể trực tiếp gặp gỡ, giao dịch, tăng mức độ yên tâm. Nhu cầu tiêu thụ hải sản của Trung Quốc là rất lớn. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, hiện việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đang gặp rất nhiều khó khăn do việc áp dụng lệnh 248 và 249. Theo VASEP, khó khăn nhất là khi đăng ký không được ở một bước trong quy trình thì sẽ phải quay lại từ bước đầu tiên là đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Việt Nam. Điều này làm mất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong cái bối cảnh về số hóa hiện nay thì cái nền tảng công nghệ và cái quy trình đăng ký của phía cơ quan thẩm quyền Trung Quốc là nó chưa phải là cái hỗ trợ tối đa cho các nước xuất khẩu như Việt Nam. Thì chúng tôi muốn rằng là trước hết về cái thủ tục này, phía Trung Quốc là quan tâm để giải quyết, để nay mai cái việc đăng ký này nó thuận lợi hơn, nó không thực sự bất cập và vướng mắc như thời gian vừa qua. Cái thu nạp cái điện tử của bạn nó cũng có là tiến độ quá nhiều cho nên nó quá chậm. Cái này thì cũng là một lỗi về kỹ thuật thôi. Chúng tôi sẽ giao cho các cái đơn vị chức năng của bộ sẽ làm việc cụ thể với các bạn và các doanh nghiệp để chuẩn bị cái nội dung để có thể là tổ chức của đoàn sang làm việc với hải quan của tỉnh Quảng Tây để nhằm tháo gỡ những vấn đề trước mắt mà như doanh nghiệp đã kiến nghị. Còn cái nào thuộc cái tầm của quốc gia thì chúng tôi cũng tổng hợp để sắp tới sẽ có cái đoàn để làm việc với hải quan Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, mặc dù lệnh 248 và 249 của Trung Quốc là trở ngại trong việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, song cũng sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu không chỉ sang Trung Quốc mà còn nhiều thị trường khác trên thế giới. Chuyển sang những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, từ trưa và chiều nay ngày 12 tháng 3, bộ phận không khí lạnh mới tràn xuống nước ta đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng mở rộng ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai ngày 13 tháng 3, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ C. Xa hơn về phía nam của đất nước, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai trời tiếp tục có nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng từ 16 cho đến 34 độ C. Khu vực trên biển từ chiều tối và tối ngày 12 tháng 3, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét và biển động mạnh. Thưa quý vị, thời gian này, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều con trâu bò và lợn mắc bệnh lở mồm long móng. Tổng số gia súc nhiễm bệnh này là 32 con. Trên địa bàn cũng ghi nhận 23 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục, làm chết 3 con. Hiện tại cả hai bệnh này đều chưa có thuốc đặc trị, người chăn nuôi cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn chuồng khô sạch và ấm. Cùng với đó là thực hiện định kỳ tiêu độc khử trùng, ủ phân sinh học. Ngoài ra thì cũng nên tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò và đặc biệt là trong mùa mưa và mùa rét. Bổ sung thêm thức ăn tinh và thức ăn thô xanh. Ngoài ra thì cũng cần tiêm vaccine định kỳ. Khi nghi ngờ gia súc mắc bệnh cần báo ngay cho cơ quan thú y gần nhất để được hướng dẫn cách xử lý và khai báo kiểm dịch khi xuất nhập trâu và bò. Và như thường lệ cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.